chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Pan Service, thành viên Nihon Housing Group, đã vinh dự nhận giải thưởng thương hiệu tiêu biểu châu Á-Thái Bình Dương 2022. Pan Service là một trong những doanh nghiệp hàng đầu chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp, dịch vụ hộ lý và các dịch vụ tiện ích khác. Hiện có đội ngũ gần 6.000 nhân viên được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp. Chúng tôi có cái hệ thống quản lý chất lượng mà ISO 9001 và chúng tôi thường xuyên duy trì, cải tiến cái hệ thống chất lượng đó để phục vụ cho việc mà quản lý dịch vụ và quản lý con người. Pan Service không ngừng tuyển dụng nhân sự có năng lực để đào tạo, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp cùng chế độ đãi ngộ tốt để nhân sự phát huy tối đa năng lực của mình.